Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đến với cuốn video này chúng ta cùng nhau chia sẻ, giao lưu một số những cái cây sung, kể cả những cây hoàn thiện và những cây ở tầm bệ phôi, nhưng mà đều là rất đẹp. Vườn cảnh anh Nhất Duy, và nickname Facebook của anh là Nhất Duy Bonsai, tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thời điểm này vẫn là còn căng nắng, mặc dù đã xế chiều rồi, nhưng mà đây là mùa hè, thời gian nắng kéo quá dài. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn từ một bệ sung mà như anh Nhất Duy có tâm sự. Anh đặt tên là Thần Kim Quy. Và đây là hình ảnh của cây sung có tên là Thần Kim Quy. Thoạt nhìn tham quan tôi cũng thấy có cái điểm nhấn rất lớn, đó là cái phần bệ của cây sung cũng rất giống một cụ rùa, bởi vì những cái vễ rễ vè ra này cộng với cái độ khum của thân cây tạo thành cái nét chính để mang tên Thần Kim Quy. Tôi chuyển sang phía đối diện để chúng ta quan sát kỹ hơn, cụ thể hơn cái nét giống của cụ rùa đây. Đây này. Và các cái vị trí vè rễ, một phần trước kia cũng bị cháy, nhưng mà dọc theo cái vết cháy đó vỏ của cây đã bọc, nhìn lại đâm lại rất đẹp chỗ này. Và ta quan sát cái phần sau cái vết cắt của thân này, một cái nhánh lên chính thân đã rất to rồi. Đây là tay phóng này, lên này là tả hữu có đủ, và đây là hồi. Và anh đang bắt hồi về và đánh để cho nó rắc, cho nó dẻo hình chữ S đây. Đây là phóng này, đây là tả hữu và hồi đây. Anh đang nuôi tiếp để cho to và cắt, sau đó lấy mầm chọn lòng ngọn sau. Ok. Bệ sung rất khỏe. Vâng, đó là bệ sung thứ nhất. Đến với cuốn video này tôi cũng chia sẻ tất cả những cái bệ sung tại vườn cảnh Nhất Duy Bonsai qua số điện thoại trên màn hình ở phút đầu và phút cuối của anh Nhất Duy. Chúng ta sẽ giao lưu. Vâng, bên cạnh cây sung như cụ rùa, chúng ta thấy anh Nhất Duy còn có một bệ tầm cỡ lớn hơn nữa.
bệ lớn nhỉ, dễ về đưa ra. Anh cho cái thông số của cái coi như là một cái bể đi. Cái chậu lớn thì anh đặt lên là chiều dài chiều rộng bao nhiêu mà anh đang xếp gạch đây này? Chiều dài của cái bể này là đi 3,5 m. Vâng. Chiều rộng là 2,5 m. 2,5 m, 3,5 m để chúng ta tưởng tượng ra một cái bệ sung như thế thôi. Mặc dù chưa phải là bể là khay nhưng mà anh xếp gạch như thế này mà tất cả các cái góc các vị trí dễ đưa ra sát như đấy vậy. Ngoài đó cây sung quá lớn mà nhìn phía này nó về dễ và thân nó bệnh ra rất đẹp rồi. Cái bệ sung này anh đưa về vườn này được bao thời gian rồi? Sắp đưa về được gần 2 năm rồi. Vâng, thế thì trên này từng này mầm, từng này lá thì dưới gốc được khỏe lắm rồi. Nó khỏe như thế này cơ mà. Nó bị phóng để cắt ra. Ờ. Và đây là phía đối diện của cái phần cung bệ này. Và khi đưa lên thì tôi thấy đường đi của thân đúng là một dáng long. Đây là nhịp tay thứ nhất. Đúng rồi, anh cứ nuôi tiếp béo dần lên là trở thành làm cây dáng long là đẹp rồi. Và đây là cây sung thứ hai tôi giới thiệu với các bạn. Bây giờ chúng ta đi tiếp những cây sung còn lại. Chúng ta tiếp đến một cây sung mà có cái dáng rất là độc đáo nữa. Cũng như một con rồng luôn. Đây. Hôm qua chúng ta đã xem một cái video tôi phát lên khi mới tiếp xúc đến vườn anh Nhất Duy. Đó là cây si. Thì các anh có đặt tên là xây dựng là một tác phẩm rồng châu Á. Thì hôm nay tôi lại gửi đến các bạn một cây sung. Vâng, rất độc đáo. À, đây là điểm xuất phát. Tức là từ những vẻ rễ bắt đầu đưa lên khỏi mặt chậu này. Đấy. Gặp một cung thứ nhất có một tay phóng tuyệt vời. Tiếp tục đi. À, đây anh lại cái giò lan vào đây à? Vâng. Lan kiếm, của lan kiếm, lan kiếm ấy. Chính nó là địa lan đấy. À. Rồi, đây tôi soi đến đây nhá. Đấy, đây là cung thứ nhất để chúng ta xem này. Sau đó tôi sẽ xa ra lấy toàn cảnh. Có một tay ở nhịp này, xong lên đến chỗ này. Đấy, tôi lại xoay ống kính sang bên kia, bởi vì chỗ này khuất cái giò lan kiếm không thể nhận biết được. Vâng, đây nhá. Theo cái cung này lên gặp cái giò lan kiếm, bắt đầu xuất phát từ điểm giò lan kiếm này. Cây sung tiếp tục đảo mình một lần nữa và gần như nằm ngang, như một con rồng đang lượn như thế này. Đây. Đấy. Anh đã phải dùng một cái khẩu tuýp để anh chống đỡ ở cái điểm này đây. Đấy. À, tiếp tục đánh lượn chuyển mình, sau đó ngóc lên cái điểm này. Tôi lại chuyển ống kính sang bên kia để chúng ta hình dung ra. À, lúc nãy chúng ta đã xem được đến cái góc cung ở chỗ ngay phía trên đầu anh Nhất Duy. Đấy. Thế thì từ đây là sau cái trống, cái khẩu tiếp trống thì cây sung tiếp tục lại đánh lắc sang bên này. Cho nên là đến cái thời điểm từ trên đoạn cuối của thân cho đến đoạn gốc thì cây sung chuyển thành mấy mình và cung lượn liên tục luôn, không có chỗ nào thẳng cả. Và anh đang nuôi sổng một số những mầm để cho đậm lên để làm những tay bông và ngọn.
Nói chung về cơ bản là cây sung đã bén gốc rất là khỏe cây. Để có một cây sung như thế này trong những cái vườn lớn, ví dụ như là sinh thái, biệt thự, nhà lầu, lâu đài hoặc là hồ coi thì quá là đẳng cấp. Và bây giờ Đỗ Sinh đã rời xa cây sung ra để lấy được cái góc hết. Anh kéo được cho tôi hai cái hoa giấy này xuống không? Đi vòng lên kia kéo xuống. Đấy, cứ đi thẳng đi, xong kéo nó xuống hoặc là làm cách nào để cho nó không... hai cái. Đấy, được rồi. Kéo kéo ngang sang, đúng. Đấy, nó không liên kết gì đến cái hoa giấy, à cái sung nữa. Đây, chúng ta ngắm cái khung cảnh này nhé, tôi lấy tổng thể này. Và bây giờ anh Nhất Duy lại đưa chúng ta đến một cái bệ sung cũng lại rất là khủng nữa. À, tôi cũng có bảo anh đưa bỏ những cái bèo lục bình ra, xong mai lại che sau. Vì anh đang phủ vào để ủ và tạo cái độ ẩm cho nó ổn. Cái rễ bèo này giữ ẩm rất tốt. Đúng không? Vâng, cái này tuyệt vời cho dầm ủ cây đấy. Đây. Chúng ta đi xung quanh xem cái bệ đã. Ui rồi, cái nốt vè chỗ này nó chạy theo đấy, nó chạy theo cái đường sườn này lên. Bắt đi nhiều đấy. Vâng, chính là nó còn nổi nữa. Sau này hoàn thiện cây nó ổn rồi thì lúc đấy mình nên lên chậu thì mình cưa ra sau. Còn bây giờ để an toàn cao thì tốt nhất phải lấp. Đây, phía trên là đã ra rất nhiều mầm. Mà điều này đã khẳng định là dưới đã bắn rễ tốt, cây đã an toàn. Bởi vì mầm đã ở tất cả các vị trí mà thân đã xử lý cắt từ trước. Vẻ dễ dưới cái bệ nó bành nha, khiếp thật. Và trong quá trình tôi đi thăm những cây sung thì tôi có trao đổi với anh Nhất Duy để được biết là với những cái bóng bệ sung đẹp như thế, tổng thể tất cả từ những cây đã chuyển về đây lâu và những cây vừa mới nhập về thì là có khoảng bao nhiêu cây sung tất cả? Khoảng hơn chục giò. Hơn chục cây? Hơn chục cây. Vâng, mười mấy cây. Khoảng độ tầm 13 14 cây. 13 14 cây. Vâng. Bây giờ ta đến cái cây sung lớn hơn đằng kia đi. Vâng, và bây giờ anh Duy đưa tiếp chúng ta đến với một bệ sung khủng nữa. Bệ này thì trồng với thời gian chắc là lâu hơn đúng không anh? Vâng. Được bao năm rồi? 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi rồi mà lên ung tùm rồi. Nhỉ. Hai cút cháu giật một lần rồi, nó to hai lần. Vâng. Với cái vết cắt kia anh đã chuyển được hai nhịp. Đánh dấu cho hai lần cắt. Kê tử. Vâng, rất nhiều quả, tất cả những cái dâu. Ý tưởng của anh xây dựng một vườn sung, chủ yếu là những cây sung có kích thước lớn, cung cấp cho các nhà vườn có diện tích rộng, bổ sung cho các khu sinh thái. Rất tuyệt vời. Tom. Tom. Tom.
Như anh Duy có nói là anh có khoảng hơn chục bệ sung như thế này, nhưng mà Độ Sinh cũng chỉ quay đại diện dăm 6 bệ thôi. Chúng ta đã hình dung ra tất cả những cái bệ sung của anh chọn được những cái gốc có cái vẻ dễ nổi, nguyên bản rất đẹp. Ví dụ đây trông như là chúng tôi vẫn nuôi vui ở, trông như con thằn lằn, và cái đuôi con thằn lằn hoặc đuôi con cá sấu đấy. Đây anh còn chưa lôi bèo ra hết đâu, để phía dưới nó còn chạy xa ra ngoài này nữa đấy. Và sau khi đã thành cây và lên chậu rồi, thành tác phẩm rồi thì còn mời ra tiếp nữa để cho nó nổi bệ hơn đấy. Một cây sung nằm xoài ra như thế này. Và bên kia một bệ nữa à, cũng vậy à, phần dễ đưa ra tít tận ngoài cái góc này. Quá mới chỉ là dạng cây khai thác đưa về thôi mà quả đã phun ra như thế này suốt từ bệ gốc rễ đấy, bò theo thân này cứ thế này mà phun quả ra thế mới tuyệt vời. Tay cành thì chưa có nhưng mà phun quả đầy ra rồi. Thích nhỉ. Trong cái đó có những cây sung thì mong đợi mãi chả có quả. Vâng. À, đến đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn chia sẻ những bệ sung đẹp vườn anh Nhất Duy Bonsai, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Vâng, Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ chuyển tiếp đến những cái cuốn video sau.